Đi du lịch Indonesia miễn phí mà còn được gặp rất nhiều những nhân vật nổi tiếng nữa, tại sao không? U là trời ơi, sau cái video ngày hôm trước thì có nhiều bà hỏi tôi là thầy Beo đi Indonesia làm gì mà sao lại có người ra tận sân bay đón như vậy. Thì cũng không giấu gì mấy bà, lần này tôi tham dự Real Squad Wider Fest được tổ chức tại Jakarta, Indonesia. Thì tôi, thầy Beo U40 và Pit Ham Ăn rất may mắn là hai đại diện Việt Nam tham dự chương trình lần này. Quá trời quá đất là chu đáo luôn bà tổ chức ơi, vì mỗi người tụi tôi sẽ được ở một căn phòng đầy đủ tiện nghi như thế này theo chuẩn 5 sao tại một khách sạn ngay giữa trung tâm thủ đô Jakarta của Indonesia. Nè he, giờ mời mấy bà cùng ngắm chiếc view của căn phòng tôi vào buổi sáng lúc mới ngủ dậy nè. 2, 3, hú hồn chưa bà già, một không gian xanh ngát luôn mọi người ơi. Và lý do mà ban tổ chức chọn khách sạn này là vì nó đối diện với nơi diễn ra lễ hội âm nhạc Wider Fest mà tụi tôi sẽ được tham dự trong những ngày tiếp theo. Đây là buffet ăn sáng mỗi ngày tại khách sạn mà tụi tôi được ở nè. Quá trời quá đất đồ ăn luôn, không biết ăn gì uống gì luôn á mấy bà. Sau một hồi đắn đo cân nhắc thì tôi với Pit Ham Ăn thật sự cũng không có ăn cái gì nhiều, chỉ lấy xương xương nhiêu đây thôi mọi người ơi, chứ hai đứa thật sự rất là kén ăn. Sau đó thì hai anh em quyết định là ăn thử cái trái này lần đầu tiên thấy trong đời luôn á, không biết là ở chỗ mọi người có trái này không ta và nó được gọi tên là gì ha. Vừa ăn sáng xong thì do còn rất là no nên là ban tổ chức cho tụi mình đi ăn tiếp nha mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi với Pit Ham Ăn được gặp gỡ các bạn đến từ những nước khác nữa nè. สวัสดีครับสวัสดีครับอุ๊ย Hồi đó tôi có ở Bangkok 1 năm rưỡi để học thạc sĩ nên là vốn tiếng Thái nói chuyện sương sương vẫn còn áp dụng được. Hên quá chưa có quên mấy bà ơi. Hello beauty. I heard that you're from Indonesia. Selamat datang. Selamat datang. And what is your name? Marshall. Và cũng rất vui khi mình được gặp Marshall, top 5 Masterchef Indonesia mùa 9. Bạn hiện đang làm nhà sáng tạo nội dung ở lĩnh vực ẩm thực. Bạn cũng từng đi du học ở Thụy Sĩ nữa. Rất là xịn sò luôn mọi người ơi. Your English is very flawless. What is the tip for learning English? Because I study abroad. Which country? Switzerland. Yeah. Cool. So I have a lot of Vietnamese friends. The best way to learn English is to have a lover that's who is native, right? Oh yeah, but I don't have a lover right now. Okay, cool. Bây giờ thì tôi mời mấy bà cùng vào bên trong nhà hàng để cùng khám phá với tôi nha. Trời ơi, được dắt đi ăn nhà hàng 5 sao mà còn có quà nữa. Ban tổ chức 10 điểm. Kim cương, vàng nữa, một số tiền mặt nữa. Hết rồi. Đây là menu sương sương của bữa trưa ngày hôm đó. Thật sự thì mình cũng không ăn gì nhiều hết á. Mẹ tôi lo là tôi đi Indo sợ tôi ốm đi. Mà thật sự thì tôi cũng kén ăn thiệt nên tôi cũng không ăn gì nhiều. Chỉ ăn sương sương có đây, đây này, đây nữa, đây, đây, đây này, nhiêu đây nữa, rồi đây, đây này, đây nữa, đây, rồi tiếp tục đây, đây này, đây nữa, đây, đây. Con vẫn còn đói mẹ ơi. Và niềm vinh dự lớn nhất của mình là được gặp Raisa, ca sĩ nổi tiếng người Indonesia với 33,6 triệu người follow trên Instagram. Oh my god. You have like physical albums. So somewhere at this store in Indonesia. Not at the store because it's closed. Is there still something? Yes. And I still collect a lot of physical CDs. Yeah. I would love to have one of your CDs. Thank you. Thank you. The day after tomorrow. Yes. Tập 2 tại Indonesia đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người tại tập 4 nha. Mãi yêu.